Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 30 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3 năm 2021, triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong tháng 4 và quý 2 năm 2021. Các đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số địa phương. Động thổ xây dựng công viên hồ khu C tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, công trình công viên cây xanh trong khu dân cư đầu tiên trong tổng số 67 công viên cây xanh của thành phố giai đoạn 2021-2025. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp. Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tiến hành công tác nhân sự. Dự thảo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 khẳng định, nhiệm kỳ qua mặc dù số lượng công việc tăng với tính chất phức tạp, quy mô lớn và phải thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, nhưng các tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều biện pháp đột phá sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Dự thảo báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát Nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn ngành kiểm sát quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Sau nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong phiên họp chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu cử Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, biểu quyết thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 3 năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố vẫn tăng 13,5% so với năm 2020. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng ước đạt 8,2 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.300 tỷ đồng, quý 1 ước đạt gần 23 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ và bằng 25,6% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 159 triệu tấn, tháng 3 ước đạt 10,37 triệu tấn, tăng 19,24% so với cùng kỳ. Quý 1 ước đạt 33,93 triệu tấn, tăng 16,66% so với cùng kỳ và bằng 21,34% kế hoạch năm. Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra khẩn trương, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Các ngành địa phương tập trung cao thực hiện chủ đề năm 2021, đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các địa phương đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tập trung cải cách hành chính, chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát huy cao nhất năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách, tập trung xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước diễn ra trong quý 2, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2021.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu, ngoài tập trung nắm bắt tình hình an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác bầu cử, cần kiềm chế tốt tình hình an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại một số khu vực địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý cần chủ động về trình tự thủ tục đối với một số công trình dự án đã có chủ trương triển khai. Các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp phải thông qua một đầu mối làm ủy thác. Đối với ngành y tế, tiếp tục tập trung thực hiện công tác giám sát kịp thời và xử lý dịch bệnh, đẩy nhanh mua sắm trang thiết bị y tế, tăng cường các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong việc chủ động sàng lọc và xét nghiệm, khẩn trương truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Sáng nay, tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng một số ngành địa phương liên quan. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã lắng nghe kiến nghị của công dân liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Dương Kinh. Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị được nêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan ra soát xem xét cụ thể, đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm. Thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, các đoàn kiểm tra giám sát Ủy ban bầu cử thành phố đã kiểm tra việc thực hiện tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 2 của Ủy ban bầu cử thành phố, chủ trì cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Lê Chân. Quận Lê Chân là địa phương có số lượng cử tri đông với tổng số trên 175.000 người. Đến nay, quận đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu của mỗi đơn vị bầu cử. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 ở 11 đơn vị bầu cử với tổng số 99 thành viên. Quận cũng đã hoàn thành hiệp thương lần thứ hai, giới thiệu sơ bộ 63 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa 19. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, đủ thành phần, bảo đảm tỷ lệ nữ, người ngoài đảng, tuổi trẻ, đại biểu tái cử. Hiện nay, các phường rà soát các cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như pano, băng rôn, khẩu hiệu, hòm phiếu, bảng niêm yết, lựa chọn địa điểm bầu cử, chuẩn bị trang trí, khánh tiết. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Lê Chân. Tiến hành đầy đủ, bài bản, công phu, đúng yêu cầu và hầu hết đều hoàn thành sớm hơn so với quy định. Đồng chí yêu cầu quận Lê Chân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, công tác chuẩn bị bầu cử. Quận cần chú trọng lãnh đạo chỉ đạo, phân công, giám sát cụ thể, rà soát danh sách cử tri, tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bảo đảm công bằng, bình đẳng, dân chủ. Lưu ý, rà soát số lượng cử tri vãng lai, có phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình đại dịch COVID-19. Sáng nay, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 3 Ủy ban Bầu cử thành phố, trưởng ban Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, chủ trì cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện An Dương. Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện An Dương. Đồng chí lưu ý, cuộc bầu cử đang vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn. Vì thế, huyện cần tập trung cao cho công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Trước mắt, tập trung rà soát lại các tổ bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hướng dẫn các thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đặc biệt lưu ý một số đơn vị bầu cử có số lượng cử tri đi bầu lớn.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cùng các xã, thị trấn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết trang trọng, bố trí các điều kiện làm việc phục vụ hoạt động bầu cử cho các thành viên tổ bầu cử của cử tri địa phương. Huyện tập trung lấy ý kiến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn thành trước ngày 13 tháng 4, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động, bảo đảm an ninh trật tự để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 4 của Ủy ban Bầu cử thành phố do đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Ngô Quyền. Quận Ngô Quyền có 113.395 cử tri với 65 khu vực bỏ phiếu, trong đó có một khu vực bỏ phiếu riêng, bầu cử 3 cấp gồm Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân quận thuộc đơn vị vũ trang nhân dân ở phường Vạn Mỹ. Việc triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử đồng bộ, đúng tiến độ và đảm bảo đúng luật định. Đồng chí Đào Khánh Hà ghi nhận những cố gắng nỗ lực của quận trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là việc chủ động lựa chọn các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời lưu ý quận về đợt cao điểm tuyên truyền từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 cần đa dạng về hình thức, nhất là trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội. Quận cũng cần chọn nội dung và thời điểm tuyên truyền hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt đảm bảo an toàn an ninh thông tin, xử lý các tin giả, tin xấu, nội dung độc hại, cập nhật thông tin, kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh COVID-19 phức tạp có thể xảy ra. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Ủy ban Bầu cử thành phố do đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kiến Thụy. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện Kiến Thụy có 60 người được giới thiệu ứng cử với tỷ lệ nữ là 38,33%, dưới 40 tuổi là 38,33%, tái cử là 45,17%. Đến nay đã có 8 trên 60 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 229 trên 833 ứng viên ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn tổ chức xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Các ứng viên còn lại, các địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú xong trước ngày 8 tháng 4 năm 2021. Qua kiểm tra giả soát, toàn huyện có 30 hòm phiếu chính, 23 hòm phiếu phụ, 25 bảng niêm yết danh sách cử tri, 9 bảng niêm yết danh sách người ứng cử, 6 bảng niêm yết tiêu chuẩn đại biểu. Huyện tiếp tục chủ động hoàn thiện, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện và nhân lực nhằm phục vụ đầy đủ cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử cũng được huyện xây dựng, kế hoạch chỉ đạo và triển khai tới các cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nêu nhiều ý kiến đóng góp để huyện Kiến Thụy bổ sung các tiêu chí, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm theo đúng luật định. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã đề nghị với các đồng chí của huyện trong thời gian tới cần tập trung một số cái vấn đề trọng tâm. Thì trước hết đó là phải tổ chức tốt các cái hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Thế rồi tổ chức tốt cái hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Và đặc biệt đối với lại Kiến Thụy cũng như các địa phương khác trong cái điều kiện hiện nay thì cần phải làm tốt cái công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh để chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất cái tác động ảnh hưởng của dịch bệnh trong cái ngày bầu cử. Thời gian tới, huyện Kiến Thụy tiếp tục tổ chức lấy ý kiến bầu cử nơi cư trú, niêm yết danh sách cử tri, quan tâm hơn tới các địa phương chưa có kinh nghiệm tổ chức bầu cử và kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định trong công tác bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy trình theo luật định. Thưa quý vị và các bạn, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021. Đây là bước quan trọng trong hiệp thương bầu cử. Những ngày này, cùng với các địa phương khác trên cả nước và thành phố, quận Đồ Sơn đang tích cực triển khai các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, quy trình bầu cử theo luật định. Nhằm chủ động thực hiện sớm và đầy đủ quy trình hiệp thương, quận Đồ Sơn đã tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời điểm này, quận đang tổ chức lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận và các phường. Hôm nay, cùng với cử tri phường Hợp Đức tham gia hội nghị,
Ông Phạm Văn Diệm chú ý lắng nghe những tiêu chuẩn của các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và thông tin lý lịch của các ứng viên. Theo ông Diệm, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú như thế này vừa tạo điều kiện để cử tri hiểu thêm về các ứng viên, đồng thời cũng giúp các cấp ủy chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử. Theo tôi được biết, thì cái đợt bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp khóa này đó, thì tôi thấy rằng Trung ương, Chính phủ và lãnh đạo các cấp là chỉ đạo rất là sát sao, đã tuyên truyền vận động người ra ứng cử rất là chính xác. Tới đây đó thì chúng tôi rất mong rằng là sau khi mà cuộc bầu cử thành công á, các ứng cử viên sẽ là những thành viên hội đồng rất có mẫn cán, năng lực và đảm bảo cái uy tín đối với nhân dân chúng tôi. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 13 tháng 4, quận Đồ Sơn sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, phường, bảo đảm đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Thực hiện kế hoạch công tác của Ủy ban bầu cử quận, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đồ Sơn đã xây dựng kế hoạch với những nội dung rất chi tiết, rất cụ thể. Đồng thời khi mà xây dựng kế hoạch thì đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, để cho nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa và các bước tiến hành để tổ chức hội nghị. Đồng thời với đó thì tổ chức tổng hợp danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận ở các tổ dân phố và tiếp nhận danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của các địa phương, và đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị. Theo kế hoạch thì kết thúc vào ngày 13 tháng 4, nhưng quận Đồ Sơn sẽ đẩy nhanh tiến độ và kết thúc sớm. Đảng ủy cũng đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn để cho Mặt trận Tổ quốc chủ trì phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân cấp phường để tổ chức lấy ý kiến nhận xét của đại diện cử tri nơi cư trú. Và đối với Bằng La thì chúng tôi có 12 tổ dân phố, là đợt này là đã tổ chức các cái cuộc họp lấy ý kiến, và trong đó thì có 32 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Theo luật thì từ ngày 21 tháng 3 và đến ngày 13 tháng 4 thì sẽ tổ chức lấy ý kiến. Thì phường Bằng La thì tổ chức trong vòng từ ngày 29 tháng 3 và đến ngày 4 tháng 4 thì sẽ kết thúc cái việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri đi cư trú đối với những các đại biểu giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với các ứng cử viên là một bước quan trọng trong hiệp thương bầu cử. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến với sự tham gia của đông đảo cử tri các địa phương sẽ phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác bầu cử, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử. Trong phần tiếp theo của chương trình, động thổ xây dựng công viên Hồ Phu Xê tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, công trình công viên cây xanh trong khu dân cư đầu tiên trong tổng số 67 công viên cây xanh của thành phố giai đoạn 2021-2025. Huyện ủy An Dương cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ huyện, tập trung các giải pháp đột phá đưa huyện trở thành quận trước năm 2025. Quý vị, trong những năm vừa qua, diện mạo đô thị của quận Hồng Bàng được cải tạo, nâng cấp, phát triển đột phá theo hướng văn minh hiện đại. Không gian đô thị được mở rộng, nhiều khu đô thị mới được xây dựng, trong đó có những khu đô thị hiện đại bậc nhất thành phố đã được hoàn thành, góp phần đáng kể vào công tác chỉnh trang đô thị của quận trung tâm thành phố. Thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23 với mục tiêu là đến năm 2030 thì quận Hồng Bàng sẽ trở thành đô thị thông minh hiện đại. Sáng nay, quận đã tổ chức động thổ xây dựng công viên Hồ Khu C tại phường Trại Chuối. Tới dự có các đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hồ thoát nước khu C nằm trong liên tổ dân phố C phường Trại Chuối là nơi tiêu thoát nước cho hơn 500 hộ dân. Trong nhiều năm qua, khu vực hồ không được cải tạo, nạo vét, dẫn đến tình trạng ách tắc dòng chảy gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Để chỉnh trang đô thị theo chủ trương của thành phố, quận Hồng Bàng đã lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên cây xanh tại hồ khu C phường Trại Chuối. Ủy ban Nhân dân quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, hoàn thiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình.
đồng thời tuyên truyền vận động 21 hộ dân có công trình, vật kiến trúc nằm trong chỉ giới quy hoạch, đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó, 19 hộ giải phóng mặt bằng một phần đất, 2 hộ giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích nhà đang ở. Công trình công viên Hồ Khu C có quy mô diện tích hơn 1.300 m², tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng với 4 khu chính, trong đó có hệ thống máy tập, các ghế đá, nhà sinh hoạt chung để phục vụ đời sống văn hóa cho người dân, khu cảnh quan cây xanh, sân vườn, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước đồng bộ hiện đại. Phát biểu tại lễ động thổ xây dựng công viên Hồ Khu C, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận và biểu dương quận Hồng Bàng đã chủ động tích cực triển khai đầu tư xây dựng công viên bằng nguồn vốn ngân sách quận. Đây là công trình công viên cây xanh trong khu dân cư đầu tiên trong tổng số 67 công viên của thành phố, đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tạo sức lan tỏa chủ trương của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Đồng chí yêu cầu quận Hồng Bàng tập trung chỉ đạo đơn vị thi công, huy động nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành công trình và đưa vào phục vụ nhân dân trên địa bàn. Khi công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện hệ thống tiêu thoát nước của nhân dân trong khu vực, đảm bảo vệ sinh môi trường, mang lại những lợi ích liên quan đến phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong khu vực. Nhân dân đây cứ nghe thấy cải tạo cái khu hồ là cái nào cũng phấn khởi, thì tự giác coi như là tự tháo dỡ tất cả những cái công trình của mình ảnh hưởng, vật kiến trúc xung quanh đó là tháo dỡ hết, và nhân dân xung quanh nói chung ai cũng phấn khởi. Khu này nó là cái khu mà vứt rác của dân, nó là cái khu gọi là đầm lầy nước đọng là rất là bẩn. Thế mà nay được cái dự án này về thì nói chung là không phải là riêng tôi mà tất cả những người xung quanh hồ rất mong muốn là dự án đẩy nhanh cái tiến độ để cho nhân dân chúng tôi ở đây được thụ hưởng cái không khí của cái công viên mới này. Công trình công viên cây xanh Hồ Khu C tại phường Trại Chuối là một trong nhiều công trình của quận Hồng Bàng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Hồng Bàng. Sáng nay, Huyện ủy Cát Hải tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Quý 1, tổng giá trị sản xuất kinh tế của huyện Cát Hải đạt 806 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 41 tỷ đồng, bằng 14% dự toán thành phố giao. Kinh tế xã hội của huyện duy trì ổn định, chủ đề năm của thành phố và huyện được các cấp ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, chuẩn bị tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy những kết quả đạt được, Huyện ủy Cát Hải đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong quý 2 năm nay. Trong đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Chủ động phối hợp và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cắt giảm, di chuyển cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2021 và đón bằng công nhận huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, huyện An Dương nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố, là đầu mối quan trọng của cực tăng trưởng kinh tế vùng Đông Bắc là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Có các khu công nghiệp lớn như là khu công nghiệp Tràng Duệ, khu công nghiệp Naura, khu công nghiệp An Dương. Xác định được vị thế của địa phương, nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xác định chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương trở thành quận trước năm 2025. Huyện An Dương đã cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ huyện, tập trung các giải pháp đột phá để đưa huyện trở thành quận trước năm 2025.
Hiện nay, để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện lên quận, huyện An Dương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án đơn vị hành chính quận và xây dựng quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã lấy ý kiến tham vấn của các sở ngành đơn vị liên quan chuẩn bị xây dựng đề án. Hiện các sở ngành đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc hết sức khẩn trương trong việc khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng, xây dựng hệ thống bản đồ để xây dựng dự thảo đề án thành lập quận An Dương và các phường. Song song với đó là việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị huyện An Dương tỷ lệ 1/2000. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền huyện bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các cấp ngành địa phương tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, khát vọng xây dựng quê hương. Để đạt được mục tiêu đưa huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025, thì trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội mà huyện ủy cũng như là các cấp ủy trực thuộc xây dựng tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, và tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khát vọng phát triển của nhân dân, con người An Dương, phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để trọng dụng nhân tài. Huyện cũng đã có kế hoạch trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới. Để thu hút các nguồn lực phát triển huyện An Dương, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, trước mắt, huyện tập trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện và quy hoạch chi tiết các phân khu để sử dụng nguồn tài nguyên đất đai hiệu quả. Song song với đó là việc rà soát nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật là điều kiện phát triển kinh tế các ngành, tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư và là cơ hội để huyện thu lợi từ các dịch vụ vận tải, thương mại, thông tin, phục vụ các dự án đầu tư. Trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt coi trọng việc xây dựng mới, nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông như hệ thống cầu đường, bến bãi, phát triển mạng lưới xe buýt, bến xe theo quy hoạch của thành phố trên địa bàn, xây dựng cảng hàng hóa, bến bãi phục vụ vận tải đường sông. Với 16 xã thị trấn, diện tích tự nhiên trên 104 km2, dân số trên 198.000 người, trong đó độ tuổi lao động chiếm 55,55%, nằm ở vị trí thuận lợi, phía đông giáp các quận Hồng Bàng, Lê Chân, phía bắc giáp huyện Thủy Nguyên, phía tây giáp tỉnh Hải Dương, phía nam giáp huyện An Lão và quận Kiến An. Huyện An Dương có hệ thống giao thông thuận lợi. Với sự quan tâm của thành phố và phát huy nội lực sẵn có, địa phương có thể phát triển đột phá trong tương lai. Thưa quý vị, nhà nghỉ Hạ Hiền ở số 25 Trại Lẻ, quận Lê Chân là một trong số các địa điểm có liên quan đến lịch trình di chuyển của hai ca mắc COVID-19 mới đây. Ngay khi nhận được thông tin, quận Lê Chân đã thực hiện cách ly y tế nhà nghỉ và truy vết các trường hợp F1, F2. Vào sáng nay, thì lệnh cách ly y tế đã được dỡ bỏ khi các trường hợp F1 đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi hai trường hợp F1 cho kết quả âm tính lần thứ hai với virus SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Lê Chân đã tiến hành dỡ bỏ cách ly y tế đối với nhà nghỉ Hà Hiền, đồng thời triển khai phun khử khuẩn, kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt các trường hợp F2 đang thực hiện cách ly y tế tại đây. Sau khi được dỡ bỏ cách ly y tế, nhà nghỉ sẽ trở lại hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Các trường hợp F2 sẽ được theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo sau khi dỡ bỏ cách ly y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Lê Chân sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ các trường hợp có liên quan đến hai ca mắc COVID-19, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan và phải luôn chủ động ứng phó trước mọi tình huống nếu dịch bệnh tái bùng phát. Thực hiện kế hoạch số 32 của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng đã cấp vaccine COVID-19 cho từng đơn vị
để triển khai tiêm cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch. Theo đó, thì Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức 15 điểm tiêm, trong đó có 14 điểm tiêm tại 14 quận huyện, trừ huyện đảo Bạch Long Vĩ, và một điểm tiêm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Trung tâm Y tế các quận huyện là đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn. Đến thời điểm này, thì hầu hết các đơn vị đã triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng quy định. Nữ hộ sinh Mai Thu Hiền đang công tác tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, là một trong 24 cán bộ y tế của trung tâm huyện được chọn vào danh sách tham gia tiêm vaccine COVID-19 đợt này. Trong những đợt chống dịch COVID-19 tại địa bàn, nữ hộ sinh Mai Thu Hiền là một trong những người tham gia vào tuyến đầu chống dịch, thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tại những nơi có nguy cơ nhiễm dịch cao. Khi được chọn là công dân được tiêm, trong cái lúc mà cả nước đang gồng mình chống dịch như thế này thì tôi cảm thấy thì là rất yên tâm, tin tưởng và là cảm thấy rất vinh dự khi là được chọn làm cho trong công tác phòng chống dịch của mình thì cũng yên tâm hơn. Không chỉ riêng nữ hộ sinh Mai Thu Hiền, tất cả những cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch được chọn tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này đều có chung cảm giác vui mừng, tự hào, hiểu hơn về trọng trách mà mình đang gánh vác. Được tiêm vaccine COVID-19, các cán bộ y tế cũng yên tâm hơn khi tham gia thực hiện mọi công việc của tuyến đầu chống dịch. Tôi là một thành viên trong khoa kiểm soát dịch bệnh, được ban giám đốc phân công công tác là rà soát, truy vết các đối tượng có nguy cơ cao từ các vùng dịch về địa phương của toàn huyện mình để tham mưu cho ban lãnh đạo đưa các đối tượng có thể đi cách ly tập trung hoặc là các đối tượng có thể là cách ly tại nhà hoặc lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng để cùng với phối hợp cùng với các khoa phòng khác để có thể hoàn thành tốt được công tác phòng chống dịch trong cái tình hình dịch đang gay cấn hiện nay ạ. Bộ Y tế nhận định vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sử dụng lần này là loại vaccine mới, vì vậy ngành y tế các cấp đã chủ động cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tại tất cả các điểm tiêm, công tác chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo, hộp chống sốc được trang bị đầy đủ để xử trí tại chỗ kịp thời. Các bệnh viện cũng sẵn sàng tổ chức các đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm. Đảm bảo cho công tác tiêm phòng thì chúng tôi sau khi được tập huấn tại Sở Y tế thành phố Hải Phòng thì chúng tôi đã về tập huấn cho toàn thể cán bộ viên chức, tập huấn cho ban chỉ đạo tiêm vaccine COVID của Trung tâm Y tế và tập huấn cho cán bộ tham gia trực tiếp vào tiêm và tuyên truyền cho toàn bộ những đối tượng mà được tiêm trong đợt 1 về cái tác dụng của vaccine cũng như những cái phản ứng sau tiêm để theo dõi sau tiêm an toàn cho đối tượng được tiêm. Các cái đối tượng tiêm cho lần này bao gồm 7 đối tượng, đấy là những người đã và đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, cán bộ y tế là truy vết, thế rồi làm xét nghiệm và làm việc tại các cái khu cách ly và những nhân viên y tế trực tiếp làm công tác tiêm chủng. Tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Hải Phòng được triển khai thành 2 giai đoạn tiêm theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các địa phương. Mỗi giai đoạn kéo dài từ 3 đến 4 ngày, cách nhau 1 đến 2 ngày. Giai đoạn 1 triển khai tiêm chủng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Trẻ Em, Trung tâm Tiêm chủng VNVC, các trung tâm y tế Thủy Nguyên, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An. Giai đoạn 2 tiếp tục tiêm cho các đơn vị còn lại. Triển khai xong giai đoạn 1, ngành y tế sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai tiếp giai đoạn 2 hiệu quả hơn. Thưa quý vị, thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Phía Bắc thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phía Nam thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.